Đây là một cái cây lấm mộc nhĩ mà mọc ở trong tự nhiên này. Bất kỳ cái loại lấm nào mà các bạn có thể tìm thấy được ở trong tự nhiên, ví dụ lấm hương, mộc nhĩ hay là linh chi, các bạn đều lấy nó để làm giống sản xuất được, bởi vì đặc điểm là cái lấm trong tự nhiên nó rất là khỏe qua cái chọn lọc tự nhiên rồi. Các bạn chọn những cây lấm nào to đẹp nhất. Đây, đó. Đây này. Đấy. Cái này hôm trước mới mưa nó còn nhỏ, nhưng mà đây này. Các bạn chọn những cái cây lấm nào to đẹp nhất thì mình lấy về làm giống, mà đặc điểm của cái giống tự nhiên này nó rất là khỏe nên là mình làm giống ăn rất là mạnh. Đây này, ui, chỗ này ngày kia mà lấy được rất nhiều kìa. Thấy không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để làm cái giống lấm mộc nhĩ. Cái mộc nhĩ với một số cái loại lấm, cái quả thể nó nhỏ như là cái lấm kim châm, các bạn làm giống rất là khó, bởi vì là không thể nào lấy cái mô thịt sạch ở bên trong cái quả thể lấm nó dễ dàng được. Nhưng mà mỗi loại nó đều có cái phương pháp khác nhau. Thì đây là lấm mộc nhĩ ở ngoài tự nhiên mà mình đã vừa mới hái về. Thì tất cả các loại lấm mọc trong tự nhiên chúng ta dùng làm giống thì nó rất là khỏe. Ví dụ như mộc nhĩ này, linh chi là lấm muối chẳng hạn, các bạn lấy về làm giống. Đầu tiên các bạn có những cái dụng cụ như thế này. Các bạn nhớ rằng là đây là tôi làm demo để các bạn xem thôi, còn tất cả những cái này đều phải làm ở trong cái tủ cấy vô trùng. Cái tủ cấy vô trùng là cái điều kiện bắt buộc các bạn phải có thì mới làm được giống, nếu mà không có thì cái tỷ lệ thành công rất là thấp. Đấy, đầu tiên các bạn dùng cồn 70 độ, các bạn đốt rửa hết các cái dụng cụ, ra một cái chén để các bạn rửa cái mộc. Đây là cái lửa đèn cồn này. Đấy, chúng ta phải đốt khử tất cả những cái dụng cụ làm việc, làm sao để cho nó đảm bảo nó vô trùng. Đấy, cái bước tiếp theo chúng ta lấy những cái quả thể lấm nào dày đẹp nhất chúng ta định làm giống, cắt bỏ những phần nó bị bẩn ấy, như một phần cuống. Đấy, chúng ta lấy cái phần mẫu này chúng ta rửa vào cái cồn 70 độ nhé. Bước tiếp theo, sau khi mà cái mẫu vật của chúng ta nó đã khô, đây các bạn nhìn chưa, nó đã khô, chúng ta khử trùng cả hai bàn tay của chúng ta cho bằng cồn 70 độ cho nó sạch. Các bạn để ý được kỹ nhá, tại vì nó rất là mỏng cho nên là chúng ta phải làm đi làm lại để cho nó quen tay, nó thành thạo, rất là nhẹ nhàng cẩn thận. Chúng ta lột bỏ cái lớp bên ngoài của nó ra. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó có một cái lớp vỏ bên ngoài, nó cũng dễ là lấy ra thôi, nó không khó khăn gì cả. Như mình đã nói rồi, cái mộc nhĩ này là một cái loại rất khó làm giống nhưng không phải đơn giản đâu. Những cái người ta có chuyên môn, người ta làm cũng vẫn bị hỏng một phần nào đấy, nhưng mà người ta làm quen rồi thì người ta sẽ có cái tỷ lệ hỏng đấy. Thì các bạn nhớ rằng những cái vị trí nào mà chúng ta đã lột bỏ cái vỏ ra thì chúng ta không được chạm vào để cho nó bị bẩn. Chúng ta nhẹ nhàng lấy cái lưỡi dao mổ, chúng ta lấy một cái phần mô mỏng ở phía trong giữa này. Ai không có cái kẹp này mượn cái nhíp nhổ lông mày của vợ. Đây, bạn có nhìn thấy rõ không? Ai chưa có vợ thì đi ra quán mà mua. Đấy, các bạn thấy rằng đấy, cái này nó không đơn giản đâu, cho nên các bạn sẽ phải làm rất nhiều lần nó mới thành thạo được. Đây, tôi đã lấy được một cái mẫu. Đây là một cái mẫu mô mà nó rất là sạch, nó nằm ở trong giữa của cái quả thể lấm, nó không bị nhiễm cái lấm bệnh hay vi khuẩn nào cả. Các bạn nhớ rằng là cái mộc nhĩ này phải là cái mộc nhĩ nó còn
đang sinh trưởng nhé, đừng có lấy cái khô ngâm nước nó lở đi là nó không sống được đâu nhé. Đây, khi mà chúng ta lấy được những cái mỏng mô như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong cái môi trường thạch như là mình đã hướng dẫn các bạn làm ở trong các cái hướng dẫn làm giống nấm ở video trước ấy. Ai chưa xem thì mở lại ra mà xem, tôi không hướng dẫn lại cái đấy nữa bởi vì cái gì cũng hướng dẫn một lần thôi nhá. Ví dụ như đây là một cái hũ môi trường thạch mà đã nấu bằng khoai tây với cả cái đường, chúng ta đặt lên bề mặt của cái thạch đấy. Đấy, chúng ta đặt lên bề mặt của cái thạch như thế này và chúng ta lại để nuôi như là những cái giống nấm khác thì sau 5-7 ngày là nó sẽ ăn sợi ra. Đấy các bạn nhớ lưu ý rằng là cái nấm mộc nhĩ nó có những cái dày, cái mỏng thì chúng ta chọn những cái dày cho nó dễ làm và chúng ta sẽ làm nhiều lần ở bên ngoài để cho nó thành thạo đấy đã. Nó cũng không khó lắm nếu mà chúng ta đã làm nhiều lần, cứ lột bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đi. Các bạn chú ý là không được lấy đứt cái phần vỏ bên dưới đây nhá. Cái phần vỏ bên dưới này mặc dù chúng ta đã rửa bằng cồn nhưng không thể rửa được cái bào tử nấm hại, nó vẫn còn ở trong cái vỏ này. Cái kẹp này mỗi một lần chúng ta làm, chúng ta khử trùng bằng ngọn lửa xong rồi chúng ta sẽ để cho nó thật nguội nhá, không được để nóng là nó chết cái mỏ mô này. Đây, cái mỏ mô đây, các bạn nhìn kỹ chưa? Cái mỏ mô này các bạn nhớ rằng thứ nhất phải lấy ở cái vị trí nào nó dày thì nó mới dễ dàng lấy. Thứ hai là chúng ta không được để cái mép của cái lớp vỏ bên dưới nó xoăn lên, nó chạm vào. Thứ ba nữa là không được làm dập nát. Chúng ta cứ, nếu mà chúng ta mà làm, tại vì nó mỏng nó khó, chúng ta cứ lấy đi lấy lại, lấy đi lấy lại, nó không dứt khoát thì cái mẩu này nó sẽ bị nát ra. Thứ ba nữa là những cái dụng cụ này chúng ta đốt khử trùng trên ngọn lửa đèn cồn mà nóng quá nó cũng sẽ gây chết cái mẩu mô này. Đấy là ba cái nguyên nhân mà dễ bị hỏng nhất mà các bạn phải lưu ý. Cái phương pháp thứ hai mình hướng dẫn cho các bạn làm là dùng cái hóa chất để khử trùng cái mẫu mô này. Cái phương pháp thứ hai này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng hóa chất để khử trùng cái mẫu mô này, nhưng mà nó chỉ dành cho những cái người có một chút chuyên môn, chứ còn các bạn không có chuyên môn thì không nên làm, bởi vì chúng ta phải dùng cái muối thủy ngân. Cái muối này là nó khá độc hại, trên là người ta chỉ dùng ở trong cái môi trường phòng thí nghiệm với cả những người chuyên môn thôi. Các bạn sẽ pha cái muối thủy ngân là một cái dạng tinh thể, nó ký hiệu là HgCl2. Chúng ta pha với nồng độ 0.1%. Sau đấy chúng ta lấy cái mẫu mô này, chúng ta dùng con dao mổ, chúng ta lấy những cái mẫu mô nhỏ này. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Chúng ta lấy nhiều những cái mẫu mô nhỏ này, chúng ta rửa sạch. Bước đầu tiên chúng ta lấy cái mẫu mô, chúng ta rửa sạch bằng nước cất hoặc là cái nước đã được hấp thanh trùng nhé. Nước bình thường nó hấp thanh trùng. Sau đó chúng ta lại rửa sạch bằng cái cồn 70 độ. Để mục đích là cho nó rửa hết những cái bào tử nấm và những cái vi khuẩn nó nằm ở trên cái mẫu mô này. Sau đó chúng ta dùng cái muối thủy ngân, là cái muối có ký hiệu là HgCl2, chúng ta pha với nồng độ 0.1%, chúng ta cho vào. Đây tôi lấy ví dụ, đây là cái muối thủy ngân đã được pha với nồng độ 0.1%, chúng ta cho vào đây, chúng ta lắc rửa trong vòng 3-5 phút tất cả các cái mẫu mô, chúng ta đều làm như vậy. Chúng ta lắc rửa trong vòng 3-5 phút để nó khử trùng hết những cái bào tử nấm và những cái vi khuẩn. Sau khi chúng ta đã rửa bằng cái môi trường muối thủy ngân 3-5 phút, chúng ta lấy ra, chúng ta rửa sạch bằng cái nước cất hoặc là cái nước đã được khử trùng. Rửa lần thứ nhất,
chúng ta lại cho sang cái dụng cụ đựng nước cất hoặc nước vô trùng kia rửa lần thứ hai thật là sạch. Sau khi mà chúng ta rửa lần thứ hai, chúng ta để cái mẫu vật này nó khô đi một chút, đặt lên trên một cái khay sạch đã được đốt khử trùng hoặc là một cái gì đấy đã được khử trùng sạch, chúng ta đặt lên đây cho nó khô đi một chút. Đấy, khi nào mà nó khô thì chúng ta đặt nó vào trong cái môi trường thạch biên PDA như chúng ta, như tôi đã hướng dẫn các bạn lần trước ấy, sợ là nó sẽ ăn ra. Cái phương pháp này mình nhắc lại một lần là chỉ dành cho những người nào có một chút chuyên môn, hoặc là các bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái muối thủy ngân là một cái loại muối độc mà người ta hay dùng trong phòng thí nghiệm thôi, chứ còn không phải cái để cho chúng ta dùng vô tội vạ, dùng không có một chút bảo vệ gì, hay là chúng ta để vương vãi ra nó sẽ gây độc cho chính bản thân ta và những cái môi trường. Các bạn lưu ý những điều đấy. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái giống lấm kim châm. Cái lấm kim châm đặc thù của nó là nó rất là nhỏ, nó chỉ bé bằng cái que diêm thôi, nhưng mà cái bên trong của nó lại là rỗng, các bạn không thể bổ nó ra để phân lập được cái mô thịt. Thì làm như thế nào, các bạn chú ý theo dõi những cái video sau, mình sẽ hướng dẫn lần lượt các cái loại khác. Xin chào.